Một thư ngỏ của một cựu quan chức ngoại giao cao cấp của Việt Nam kêu gọi Đảng Cộng sản từ bỏ các quan điểm giáo điều đã lỗi thời của chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội đã bị gỡ bỏ khỏi Facebook. Bức thư được cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bin đăng lên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 9, nhưng ít ngày sau đó đã bị Facebook gỡ bỏ với lý do là ông cố thu thập thông tin nhạy cảm của người khác, điều mà ông bác bỏ. Nội dung bức thư được một số trang tin tức độc lập lưu lại cho thấy ông Bin bày tỏ lo ngại sâu sắc về hiện trạng của Đảng Cộng sản và đất nước, đặc biệt là trước vấn nạn tham nhũng. Ông viết, để cứu nước, cứu đảng khỏi tình thế khủng hoảng này thì không có giải pháp nào khác là phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để, hội nhập toàn diện và thực sự vào dòng chảy chủ lưu tự do, dân chủ, văn minh của thế giới hiện nay. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan và từng là một cán bộ ngoại giao làm việc dưới quyền của ông Bin, nhận định bức thư cho thấy tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của ông Bin. Chúng ta nhớ là Bí thư Trung ương Đảng Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Độ và cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thì cũng cùng với một vài cái vị khác cũng đã từng đề cập đến những cái vấn đề tương tự như của cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin đề cập. Tức là cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là vấn đề cải cách thể chế, mà nói thẳng ra đấy là cái thay đổi thể chế. Đây là một cái nội dung mà tôi cho là quan trọng nhất trong các cái kiến nghị của ông Bin, cũng như là các cái kiến nghị trước đây của các vị lão thành cách mạng. Thì theo tôi cái vấn đề này là, nếu như là ta nhìn về mặt xã hội học thì thấy rất rõ, tức là khi mà cái hệ thống, nhất là bây giờ đối với một cái hệ thống phức hợp ấy, khi mà hệ thống đã hỏng thì không thể thay từng cái phân hệ một. Bởi vì nếu mà thay một cái phân hệ tốt vào một cái hệ thống hỏng thì cái phân hệ lập tức cũng sẽ bị hỏng theo. Ở đây cái điều này thì tôi nghĩ các nhà khoa học ở Việt Nam cũng biết hết cả. Nhưng tại sao chỉ có ông Bách, ông An và bây giờ thì ông Bin mới dám nói? Và nói thì có được lắng nghe hay không? Thì đó là một cái vấn đề. Nó vậy là cái phong trào cách mạng mà ông Bin cho biết trước đây ông đã 3 lần gửi thư đến các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam nói lên những lời tâm huyết của mình. 2 lần ông gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2020 và vào tháng 5 năm 2024. Và 1 lần gửi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8 vừa qua. Ông cho rằng việc ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư và việc Đại hội Đảng sẽ diễn ra trong vòng 2 năm nữa là cơ hội lịch sử để tiến hành những cải tổ giống như vào năm 1986. Không rõ những kiến nghị của ông Bin cuối cùng có được ông Tô Lâm lắng nghe hay không. Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, nhận định. Về tổng thể thì Đảng Cộng sản họ sẽ không thay đổi. Họ sẽ không lắng nghe những cái câu chuyện này. Nếu mà lắng nghe thì không phải đợi đến bao giờ, bây giờ nữa. Và mà tất cả những cái thông tin này ở một góc độ nào đó, theo tôi là họ cũng biết. Những người lãnh đạo rất là cao cấp của Đảng Cộng sản họ biết rồi. Thế về mặt bản chất là có thể họ đã hiểu. Họ đã có những cái cảm nhận rất rõ về một xã hội khác, về một nền chính trị khác, với cơ cấu và tổ chức nhà nước khác. Thế nhưng mà họ không từ bỏ. Họ buộc phải giữ lấy cái mô hình nhà nước này bởi vì đây nó gắn liền với những cái quyền lợi của họ, gắn liền với tổ chức và gắn liền với lý tưởng của họ là đi mấy chục năm nay không còn lý tưởng nữa thì họ còn toàn bộ bộ máy đó, họ còn toàn bộ quyền lợi ở đó. Cho nên là theo tôi là cũng không phải là dễ dàng mà người ta lắng nghe hoặc là muốn lắng nghe được rồi thì họ lại làm cũng có khó hay không nữa. Bởi vì nó còn cái độ trễ, cái độ bảo thủ của toàn bộ cái hệ thống, toàn bộ cái cỗ máy của nó nữa. Về phần mình, cựu đại sứ Đinh Hoàng Thắng nói quyết định tiếp thu những kiến nghị của ông Bin nằm hoàn toàn ở nhận thức của ông Tô Lâm về vai trò của mình trong tư cách nhà lãnh đạo tối cao của Việt Nam. Tức là ở đây nó có cái vấn đề danh dự cá nhân người lãnh đạo, trách nhiệm tối cao đối với dân tộc. Thì nếu mà đặt những vấn đề đấy ra trên bàn thì ông Tô Lâm phải lựa chọn. Một vị tướng 4 sao lại làm về an ninh và giờ lại lãnh một cái trách nhiệm coi như cao nhất đối với đảng và nhà nước như vậy thì phải nói ông ấy bị áp lực lớn từ nhiều phía trước cái nhu cầu cấp bách thay đổi thể chế và phải dân chủ hóa đất nước. Thực chất dân chủ là nếu như ông Tô Lâm thấy dân chủ là vấn đề để khơi thông cái trí tuệ của toàn dân và để đưa đất nước đi lên kịp với thời đại, đi vào một thời đại mới như ông nhấn mạnh, thì tôi nghĩ ông phải lắng nghe
ông phải đón nhận những cái kiến nghị của ông Bình.